Ê, thôi cho mày mày đi mày, mày 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 bận đi. Người ta tình ba tao dùng mẫu giáo, cô khi tao thì tao đi không khóc nhà. Mới vừa học cho nên là chưa biết hát, chưa biết múa phải không? À, chưa biết múa anh Khai. À, em đi học tao bên ba mẫu giáo ở trường mầm non á, biết tiền biết gửi á. Bữa nay lấy bộ đồ của ai mặc nữa vậy anh Nhân? Em lấy một bộ đồ phụ nữ. Em có vậy. Em bận đồ phụ nữ, anh thấy phụ nữ này đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp mà anh thấy thơm không? Thơm. Thơm quá. Thơm, anh thấy thơm dữ không? Bộ đồ này của anh hay là ai cho? Ôi, có người ta cho em. Người ta cho hả? Dạ, người ta cho em. Bộ anh Nhân thích mặt lắm sao mà người ta cho? Dạ, em phái bận dữ lắm anh Kha ơi. Trời đất ơi. Dạ. Mà em phái một phụ nữ thơm này là em phái nào giờ lận? Bận cho nó đỡ ghiền. Trời đất. Mà anh thấy mê không? Mê chứ. Mê ha. Cái này là anh Nhân tự lấy ra khoe rồi mặc luôn nha, chứ không phải là mình kêu anh Nhân mặc nha quý vị. Dạ đúng rồi. À, em bên phụ nữ tóc dài mà. Vậy đó hả? Ừ. Biết không á? Ừ. Mà anh thấy gì vui vui dữ không? Vui. Vui ha. Áo là áo bà ba phải không? Anh thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp ha. Ừ. Nó không đá đâu rồi. Ừ. Anh thấy chị vui dữ không? Vui dữ chứ. Dữ ha. À. Nó đá đâu rồi con? Không biết. Tiếp em lấy cái nón ông già nó bỏ rồi đổi được không? Được, công nhân muốn đổi thì sao đổi? Đổi, ông nó ông già bỏ được anh Kha. À. Đó. Ông chúc mai chiều anh bận bỏ đồ này được không? Em đâu có phải gái đâu mặt chị. Anh không gái mà ghẹo. Anh Kha chơi cho em biết anh Kha rồi. Mà anh thấy vậy. Thấy vậy bận đỏ ghiền ha. Anh thấy mê không? Mê chứ. Bận tôi đỏ ghiền à. Anh thấy biết đẹp không? Đẹp. Biết đẹp ha. À. Anh thấy đẹp dữ không? Đẹp dữ chứ. Đẹp dữ ha. Rồi bây giờ mặc áo bà ba xong rồi chiên chả giò luôn đúng không? À, chiên chả giò luôn. Đó. Chiên chả giò luôn á anh Khai. Làm người phụ nữ đắm đen phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Làm phụ nữ đắm tâm gian. Anh thấy vui gì dữ không? Dữ. Dữ ha. Rồi làm phụ nữ gì? Em làm phụ nữ bóng con cái. Bóng con cái anh Khai. Không phải là em mà không phải là phụ nữ thiệt. Phụ nữ bánh tre hả? Dạ, phụ nữ bánh tre. Đó. Anh thấy phụ nữ bánh tre, anh thấy cái nào anh thích hơn? Anh Kha? Nhân nói sao em không hiểu? Em nói anh Kha, phụ nữ bánh tre anh thích phụ nữ nào? Em nói anh Kha kìa. Thì có vợ rồi mà thích làm chi nữa? Thì em đặt trường hợp thí dụ vậy mà cho em biết. Em biết anh Kha có vợ rồi. Em biết rồi. Có vợ không có thích nữa. Dạ đúng rồi. Không có thích nữa anh Kha. Dạ. Nhưng mà em thích à. Anh Nhân thích mặc đồ phụ nữ cho nên là người khác cho anh. Dạ đúng rồi. Mai mốt bận đồ bóng nữa. Đồ bóng là đồ gì? Đồ ta đi mua bóng á. Mua bóng hả? À. Mua bóng là mua làm sao? Mua bóng mua ấy á. Mà mua bóng là mua làm sao? Mua bóng mua thật hả? Ừ. Mua bóng mua vậy đó hả? Mua gì vậy á? Ừ. Mua bóng đi tàu gì vậy nè? Mua bóng đi tàu gì nè? Cuối cùng là mua bông hay là mua bóng? Dạ, cái là đi mua bóng. Mua bóng hả? Dạ. Rồi có cái bông để trên đầu phải không? Dạ, có cái bông bỏ ở trên đầu nè. Mà múa làm sao? Múa à? Vậy đó hả? Mình đi. Tô Sơn đánh phấn cho cậu đi. Đúng rồi. À, vậy đi Thảo. Chiên đi rồi tao đánh phấn Tô Sơn. Được không? Được, trả yên tâm đi. Được ha. Bữa nay Nhân nấu ăn mà độc lạ. Nó ăn độc độc lạ nữa à.
Anh thấy vui không? Vui chứ. Vui quá à? Mà em là thì em đi, em là mới bận đầu tiên chứ em bây giờ thì chưa bận, nào em bận đợi đầu ông không à. Mà mốt em đi bận đội đi bán vé số rồi anh thấy được không? Được, chắc lạ lạ tao mua dữ lắm luôn à. Thì lạ chắc mua lắm ha. Dạ. Em đi bán vé số rồi anh thấy vậy đặt đồng lạ tao mua dữ lắm luôn ha. Sao có chị đó biết anh thích mặc đồ bà ba mà cho anh? Tại cái chị đó ta nói em phái bận đồ phụ nữ không? Vậy đó hả? Dạ, còn đang nói làm sao? Rồi em nói phái. Em nói phái bận đồ phụ nữ. Rồi người ta thấy em á, bận đồ phụ nữ phái họ cho mày bận đi. Rồi ta nói em gì vậy đó? Anh Kha. Mà anh thấy vậy được không? Được chứ, cái đó dạ. Là sao thích anh Nhân thì anh Nhân mặc có sao đâu. Dạ đúng rồi. Người ta nói em mày thích ông thích được tội mà phụ nữ không? Em là nó con là thích. Vậy đó hả? Dạ.